hình ảnh bất ngờ về hàng loạt máy bay, xe tăng nổi tiếng một thời sau 40 năm giải nắng dầm mưa. Các hiện vật chiến tranh như xe tăng, máy bay tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đã hoen rỉ, hư hỏng nặng sau thời gian trưng bày ngoài trời quá lâu. Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế thành lập năm 1976. Trưng bày 30.000 hiện vật tại Quốc Tử Giám. Trong đó, có nhiều loại vũ khí sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ, chống Pháp như máy bay, xe tăng, pháo. Sau hơn 40 năm phải mượn tạm không gian tại di tích Quốc Tử Giám để làm trụ sở, dưới sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, các hiện vật chiến tranh được di chuyển lên trưng bày tại khuôn viên trụ sở mới của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế ở 268 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế. Khu đất sử dụng làm bảo tàng rộng 7.500 m², vốn là nơi đóng quân của Tiểu đoàn Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh. Việc chuyển đến địa điểm mới cũng giúp Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế thực hiện tốt hơn các công tác chuyên môn như bảo quản các tư liệu, hiện vật, bố trí không gian trưng bày phục vụ khách tham quan. Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế hiện đang trưng bày 14 xe tăng, pháo, máy bay ngoài trời tại 268 Điện Biên Phủ. Có hiện vật do đối phương bỏ lại, có cái sưu tầm. Sau hơn 40 năm trưng bày ngoài trời, nhiều hiện vật đang xuống cấp, rỉ sét, không thể phục hồi, như các loại xe tăng M41, M48. Máy bay cường kích A-37 Dragofi được trưng bày trong sân bảo tàng đang phai màu sơn. Đây là loại máy bay ném bom hạng nhẹ được quân đội Mỹ sử dụng ở miền Nam Việt Nam từ năm 1967. Trong chiến tranh, hơn 500 cường kích A-37 đã được đưa sang Việt Nam tham chiến. Trong đó hơn 200 chiếc bị bắn hạ. 6-7 chiếc xe tăng trưng bày tại đây bị rỉ sét nghiêm trọng. Do tình trạng quản lý chưa tốt nên nhiều hiện vật bị vẽ bậy, bôi bẩn. Lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành phục dựng, sơn mới một chiếc pháo tự hành. Pháo tự hành tầm xa M107 cỡ nòng 175mm do Mỹ sản xuất vừa được Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế tân trang bằng cách sơn lại màu để bảo quản. Đây là loại pháo cỡ nòng lớn nhất có tên sấm sét hay vua chiến trường từng được quân đội Mỹ sử dụng ở chiến trường miền Nam Việt Nam. Các xe tăng bị rỉ sét trầm trọng, một số chiếc mất các bộ phận như cần cẩu, xích. Những chiếc xe tăng trên chiến trường xưa kia nay chịu sự ảnh hưởng lớn của mưa nắng, sương gió. Nơi này không khác hình ảnh một nghĩa địa, máy bay, vũ khí, gần như ít được quan tâm, bỏ hoang hóa giữa trời mặt nắng mưa.